Dù sinh sao đẻ muộn, song hệ thống điện máy xanh đã làm thay đổi cuộc chơi trong ngành hàng bán lẻ điện máy, không chỉ xóa ngôi vuông của một đơn vị bán lẻ đã tồn tại nhiều năm. Khi tiến ra Bắc, điện máy xanh đã mua đứt đối thủ một thời là Trần Anh để nhanh chóng mở rộng thị trường. Với cột mốc là đạt 1.000 siêu thị trên toàn quốc vừa công bố mới đây, điện máy xanh một lần nữa duy trì ngôi vị số 1 thị phần điện máy ở Việt Nam và không giấu tham vọng mở rộng thị trường nước ngoài. Ra đời từ cuối năm 2010 đến năm 2014, điện máy xanh với số lượng chỉ 20 siêu thị, đến nay đã tăng tốc lên 1.000 điểm. Với tốc độ phát triển thần tốc này, điện máy xanh trở thành chuỗi bán lẻ điện máy đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam từ năm 2016, hiện hữu tại 63 tỉnh thành và đang chiếm tới 40% thị phần điện máy trong nước. Cái kim chỉ nam hay là cái định hướng từ phía điện máy xanh thì luôn xem khách hàng là trọng tâm. Kim chỉ nam trong tất cả những quyết định và hành động của mình. Và điện máy xanh cũng liên tục thay đổi, liên tục cải tiến, mang về đây nhiều cái sản phẩm hơn để khách hàng có thể trải nghiệm và mua sắm. Những cái sản phẩm ví dụ như gần đây như là máy lọc nước hay là quạt điều hòa hay là thậm chí cả cái nhóm đồng hồ thì cũng như là những nhóm sản phẩm mới được bổ sung vào để khách hàng có thêm với nhiều sự lựa chọn đến với điện máy xanh. Lý giải cho sự phát triển thần tốc này, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cho hay, ngoài sự tin tưởng của người dùng trong nước, còn bởi hệ thống này đã theo đuổi chiến lược tạo dựng các siêu thị điện máy xanh mini bên cạnh các siêu thị lớn. Các siêu thị nhỏ này đã giúp họ luồn lách đi vào các khu đô thị vùng ven và các khu dân cư ngoại thành một cách dễ dàng. Nhờ đó, chuỗi bán lẻ đã tăng trưởng hơn 27 lần về doanh thu và 20 lần về thị phần trong 5 năm qua. Thực ra thì tới điểm này điện máy xanh cũng chỉ có 40% thị phần thôi. Thì cái cơ hội để mình có thể tiếp tục phát triển để hơi lên 50-60% là mình hoàn toàn có thể mình thực hiện được. Thì để hiện thực hóa này thì chắc trong thời gian tới thì điện máy xanh cũng sẽ đặt kế hoạch để mình mở rộng thêm một cái số lượng shop nhất định nữa. Cũng như điện máy xanh cũng sẽ tiếp tục liên tục cải tiến và thay đổi để làm sao có thể liên tục để tạo ra những cái sự trải nghiệm thú vị dành cho khách hàng. Nhờ hợp tác tốt với chuỗi hệ thống điện máy xanh, đặc biệt trong ngành hàng máy giặt và tủ lạnh, thị phần của chúng tôi đã cao hơn mức trung bình. Vì thế, hiện chúng tôi luôn duy trì thị phần số 1 hoặc số 2 trong ngành này tại Việt Nam. Với độ phủ mở rộng của hệ thống bán lẻ này, chúng tôi vẫn còn tiềm năng để mở rộng thị phần hơn nữa. Năm 2019, mô hình điện máy xanh mini cũng được nâng cấp khả năng tối ưu diện tích với lượng hàng trưng bày tăng lên 300%, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn và do đó doanh thu tăng lên tới 30% cho mỗi cửa hàng. Bên cạnh thị trường trong nước, cuối tháng 12 này điện máy xanh sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Campuchia, đánh dấu bước đi mới chinh phục thị trường nước ngoài.